Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình trạng vi phạm hành lang an toàn đường bộ diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Vấn đề này xuất phát từ chính địa phương có phần buông lỏng quản lý. Cụ thể, tại tuyến đường tỉnh 377 đoạn qua xã Thạch Công, huyện Khoái Châu, sự mộc này nằm ngay hành lang đường và vi phạm hành lang thủy lợi đã hoạt động nhiều năm nay. Nhiều diện tích ruộng ao được chủ xưởng cho ngâm gỗ gây ô nhiễm môi trường. Cán bộ phòng quản lý hạ tầng huyện cho biết, tình trạng vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện khá phổ biến, hiện chưa xử lý dứt điểm được. Nguyên nhân do việc kiểm tra xử lý của chính quyền cấp xã có phần bao che, cho thuê, cho mượn đất khiến vi phạm tồn tại lâu. Thậm chí có những nơi người dân còn xây dựng nhà xưởng, lều lán ảnh hưởng đến tầm nhìn, nền mặt đường và hệ thống thoát nước của đường gây mất an toàn giao thông đường bộ. Vào khoảng 16 giờ 20 phút ngày 6 tháng 7, trên đường nối hai cao tốc, đoạn nút giao Trương Xá Quảng Lãng xảy ra vụ hai xe tải tông vào nhau, khiến một xe ô tô và một xe máy đang dừng chờ đèn đỏ bị đè bẹp. Theo các nhân chứng, xe tải biển kiểm soát 89C-10258 chở cát lưu thông hướng Trương Xá đi Ân Thi đã đâm vào xe tải biển kiểm soát 36C-10129 chở thức ăn chăn nuôi đi hướng Yên Mỹ về thành phố Hưng Yên. Cú đâm mạnh khiến xe tải 36C-10129 xoay ngang, lật nghiêng và đè vào xe Toyota Fortuner đang dừng đợi đèn đỏ. 5 người trong xe Fortuner được giải cứu kịp thời, nhưng 2 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Xe ô tô Fortuner bị biến dạng hoàn toàn. Một người đi xe máy dừng đèn đỏ bên cạnh may mắn nhảy thoát ra ngoài, nhưng xe máy bị các bao cám đè lấp hoàn toàn. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra làm rõ xe tải nào cố tình vượt đèn đỏ gây ra tai nạn. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh diễn ra khá phức tạp. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện vi phạm tốc độ, lái xe sử dụng rượu bia, đi sai làn đường, phóng nhanh, thiếu quan sát đã gây ra những vụ tai nạn thương tâm. Phản ánh tại tuyến đường nối hai cao tốc Hà Nội Hải Phòng và Pháp Vân Cầu Rẽ, nơi trong vòng 10 tháng qua, ngoài các vụ va chạm gây hư hỏng phương tiện làm bị thương người tham gia giao thông, đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Đây là hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào chiều ngày 13 tháng 6 năm 2021 trên đường nối cao tốc Hà Nội Hải Phòng Pháp Vân Cầu Rẽ thuộc địa bàn xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi. Do vượt ẩu, đi sai làn đường, người điều khiển xe 5 chỗ đã tông trực diện vào chiếc xe tải đi ngược chiều, khiến 3 người trên xe 5 chỗ tử vong. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông do lái xe biển kiểm soát 89A-10450 chạy lấn hết làn đường của xe ngược chiều với tốc độ cao và gây tai nạn với xe ô tô biển kiểm soát 20C-10759. Cũng trên tuyến đường nối hai cao tốc tháng 7 năm 2020 đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người chết. Nguyên nhân cũng là do vượt đèn đỏ trong điều kiện tầm nhìn bị hạn chế. Trên tuyến đường nối hai cao tốc Hà Nội Hải Phòng với cầu Rẽ Ninh Bình từ huyện Yên Mỹ đến thành phố Hưng Yên đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao về tai nạn giao thông. Theo người dân, các vụ tai nạn là do đường tốt, xe đi tốc độ cao nên không xử lý kịp các tình huống bất ngờ. Thời gian gần đây thì tôi thấy là cũng hay xảy ra tai nạn nhiều, nên bây giờ các lái xe thường là lái xe đường dài thường hay buồn ngủ, đi sai làn đường. Khuyến cáo tất cả các anh em lái xe là nên cẩn thận đi đường, giữ gìn sức khỏe cho bản thân, đi đúng làn đường, đúng không có tốc độ vi phạm của luật giao thông. Bên cạnh đó, do lỗi chủ quan của người cầm lái, đi sai làn đường, thiếu quan sát, điều khiển giao thông khi có nồng độ cồn. Nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông rồi. Thứ nhất là lỗi chạy quá tốc độ. Thứ hai là đi không đúng phần đường, làn đường quy định. Thứ ba là thiếu chú ý quan sát. Ngoài ra thì một số những lỗi cụ thể khác như là không quan sát, không để ý khi sang đường. Thì để hạn chế tình trạng tai nạn giao thông trên tuyến đường nối hai cao tốc nói riêng và các tuyến đường khác của tỉnh nói chung, một trong những vấn đề quan trọng là phải nâng cao đạo đức trách nhiệm của người lái xe, như là lái xe tải, xe khách, xe container, những đối tượng chủ yếu gây tai nạn nghiêm trọng. Ngoài ra,
lực lượng cảnh sát giao thông cần tăng cường tuần tra kiểm soát, tích cực tuyên truyền luật giao thông đường bộ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó, ngành giao thông cũng sớm rà soát lại các điểm hay xảy ra tai nạn giao thông, kịp thời bổ sung các gờ giảm tốc, biển cảnh báo giúp người tham gia giao thông nhận biết được để phòng tránh. Quý vị và các bạn thân mến, chương mục An toàn giao thông do phòng thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.